Dạ vâng, dạ thân ái chào tới ngồi các bạn. Hôm nay là mùng 5 tháng 7 2023 thì Khải cũng không có chuẩn bị đề tài gì nhiều, chắc chúng cũng không có chia sẻ gì nhiều với các bạn. Có một vài điều sẽ thưa với các bạn thôi. Thứ nhất là như hồi nãy Khải nói đó, là hôm qua Khải dùng cái laptop cùi bắp này, chắc mua cách đây cũng 10 năm, 5 năm gì đó, chắc cũng 5 năm thôi. 5 năm, thành ra nó thứ nhất là hình ảnh rất là mờ, nhưng nó là chỉ có 720 pixel thôi. Và thứ hai nữa là hôm qua, tại vì phải tưởng là phải cắm cái dây microphone vô để nói nó rõ hơn đó, nhưng mà lại cắm vô mà nó không có, nó chưa có setup đó, thành ra nó không có tiếng. Thành ra hôm qua cái phần livestream của Khải không có tiếng. Còn riêng cái máy này thì Khải livestream cái kênh Việt Media thì không biết là sao mà phải bấm nút thì nó lại chưa có bắt đầu. Khải đã lo làm chương trình, đến chừng hết chương trình xong quay lại thì nó chưa có khởi động, tức là nó không có hề, nó chưa bắt đầu. Cho thành ra hôm nay là Khải vẫn đang livestream với cái máy này trên kênh Việt Media, nhưng mà thật sự nó là đã nằm đó, nó chờ 24 tiếng, tức là ở ngoài nó vẫn ghi là July 4th, nhưng mà hôm nay thì Khải mới bấm máy nó mới bắt đầu. Còn trên Facebook Khải không hiểu tại sao hôm qua thì phải nói lan man cả tiếng, cũng 40 phút mà nó có mới có 7 phút thì nó tự động nó tắt máy rồi, nó không có quay, nó không có phát phát hình nữa. Khải xin lỗi các bạn, ngày hôm qua là July 4th, lễ độc lập Hoa Kỳ. Khải có làm chương trình cũng khoảng 30 40 phút, nhưng mà không có chương trình live nào mà hoàn hảo hết. Cái chương trình đầy đủ thì không có tiếng, chương trình Facebook thì chỉ có 7 phút, còn cái trên Việt Media thì hoàn toàn không có phát hình. Nhưng mà rất là may mắn thì Khải có thâu lại một cái máy dự trữ sơ cua đó, máy chết, thành ra Khải có up lên. Và vì Khải mất cái máy đang làm việc rồi, cái máy Khải đang làm việc bị mất rồi, thành ra cái âm thanh Khải không có chỉnh cho âm thanh nó lớn lên được, thành ra Khải chỉ tạm thời Khải upload lên. Có sao để vậy người ơi, thành ra âm thanh nó hơi nhỏ, mong các bạn thông cảm. Là kính thưa các bạn, cho phép phải gắn microphone nha, phải quên gắn microphone vô mấy cái máy thâu này. Chào bạn Trang Huỳnh. Dạ vâng, rồi nếu vậy thì xin phép các bạn để phải đổi cái máy qua, phải theo dõi trên những cái phần khác, là hy vọng có thể gọi là cái gì, có thể sẽ giao lưu với các bạn nha, nếu mà có phần nào mà để phải coi cái này tại sao nó không có phát hình. Ồ, nếu vậy là cái chương trình này nó phát hình ở đâu các bạn, cho phải chờ. Như vậy là cái máy này nó không có phát trên 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 cái kênh Việt Media mà nó phát ở cái kênh khác nha. Lỗi của Khải nha các bạn, để phải coi thử coi. Cho phải 30 giây nữa nha, phải muốn trong lúc mà phát hình có thể phải bắt đầu tập làm quen giao lưu với các bạn nha. Phải coi ở đây tại sao nó chưa có hình. Tại sao nó vẫn không có tiếng nói các bạn ha? Phải không hiểu tại sao nó vẫn không có tiếng nói ha?
Các bạn có nghe âm thanh không ạ? Tại sao Khải Khải thử máy này không có nghe tiếng à các bạn? Có bạn nào đang theo dõi cho Khải biết giùm là các bạn có nghe được âm thanh của Khải không ạ? Ok, trên Facebook là phải có nghe rồi ha. Chào bà, chào Suscape lên đi. Rồi nếu vậy bây giờ Khải sẽ giao lưu trên Facebook nha. Ít nhất là để Khải biết là trên Facebook có gì thì Khải sẽ sử dụng cái file trên Facebook. Dạ vâng. Dạ rồi, thôi không có sắm tuồng nữa nha. Đầu tiên hết là hôm nay một lần nữa Khải dọn chỗ mới thì đã nhận được một cái hard drive, external hard drive, cái hard drive để chứa dữ liệu đó thì đã sử dụng. Nhưng mà rất tiếc là khi mà Khải mua cái hard drive đó chứa được cũng 12 terabyte thì Khải lại quên save mấy cái hình ảnh, mấy cái dữ liệu từ cái máy laptop vô trong cái hard drive đó. Thành ra hôm qua Khải để quên làm mất cái laptop, thì có lẽ là một số những cái tài liệu mà đúng ra là đã có thể lưu trữ lại trong cái hard drive thì mình quên lưu trữ là mình đã có hard drive mới rồi, nhưng mà lại quên sử dụng, không có tải xuống cái hard drive. Nói vậy để các bạn nào mà như Khải đó, hàng ngày nếu mà mình có còn chỗ trống trong cái hard drive, cái cục lưu trữ tài liệu đó, thì mình cũng nên backup, mình nên chuyển những cái tài liệu của từ laptop computer của mình vào cái external hard drive, để lỡ máy nó có hư hoặc bị mất thì mình cũng vẫn còn cái phần mà copy của cái tài liệu của mình. Còn hôm nay là nhận lại, bắt đầu thêm cái phần là dụng cụ, là cái mà để mà nối cái ấy đó các bạn, nối cái phần thâu đó, phần microphone đó, chuyển cái microphone đó, thì Khải bị mất mấy cái lặt vặt này. Nhưng mà hôm nay mua có rồi thì lại có lẽ là cái phần mắc nhất là cái microphone thì có lẽ mình cũng bị mất luôn rồi, để phải kiếm lại kỹ coi. Chứ còn dọn nhà thì không thấy, không biết còn nó nằm ở trong xe hay không thì chưa có lục trong xe. Thành ra cái mấy cái microphone phải mua hai lần, mỗi bộ như vậy là 200-300. Thì một cái thì bị Tony Bùi cấu kết với Nguyễn Quốc Lân, David Võ, đã khi mà Khải phỏng vấn anh ta đeo, anh ta không có đưa lại cho Khải, thì anh ta lấy cái phần mà microphone, còn cái phần mà nhận receiver Khải vẫn còn giữ, thì Khải phải mua thêm bộ mới, tức là Khải có hai bộ, thiếu mất một cái microphone. Thì đến hôm nay thì Khải cũng chưa có thấy cái ba cái cục đó, cái cục mà giống như mà các bạn thấy bây giờ nhiều người xài, như anh Vũ Hoàng Lân, Phu Sa TV cũng sử dụng cái hệ thống Rode đó, cái cục vuông vuông đó, thì Khải có mua hai bộ, mà đến hôm nay thì không còn bộ nào hết. Mặc dù mình đã mua cái phần để mà converter, để mà chuyển từ cái đầu mối này qua cái đầu nối kia đó, thì hy vọng trong tương lai thì không có tiền để mua cái mà không dây wireless Rode, thì Khải sẽ sử dụng những cái microphone bằng dây, tại vì đã có cái đầu nối để mà converter rồi, thì sẽ sử dụng cái microphone xài dây. Các bạn cho Khải chút xíu Khải. Dạ vâng, tại vì mà cái mà các bạn trên Facebook mà đang thấy dây nhợ tùm lum đó là cái dây microphone đó, mà phải lúc mà chỉnh máy phải quên để máng nó qua cái máy. Rồi bây giờ trở lại ha, thì nói là cái vấn đề mà Khải làm mất cái laptop thì đương nhiên cái đó là lỗi của Khải, Khải không có phủ nhận cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, trong tương lai có lẽ là Khải sẽ làm những cái chương trình để mà giải thích thêm, là tại vì có một số người
cho rằng là ồ cái đó lỗi của Khải, mà có đồ mà hớ hên để mất thì chắc ai, thì Khải cũng không phủ nhận cái đó là lỗi của mình. Nhưng mà ngược lại cái vấn đề mà lơ đãng, cái vấn đề bị chia chí phân tâm mà cứ bị đãng chí đó, nếu mà nói là không phải là một cái bệnh thì nó là một cái nó gọi là cái condition, cái tình huống, cái tình trạng, mà cái đó không phải là chủ ý của Khải, không phải là mình cố tình mình lơ là. Kính thưa quý vị, nếu mà sau này Khải giải thích thì quý vị sẽ thấy những lần mà Khải bị mất máy á, là đều có những cái tình huống mà mình tập trung, mình nghĩ ngợi, mình suy nghĩ những cái chuyện gì đó rồi mới dẫn đến cái tình trạng mà để bị hớ hên như vậy. Nhưng mà ngược lại hồi nãy khi mà cái người nó gọi là detective á, tức là sĩ quan điều tra của sở cảnh sát thành phố Gòn Gơ nói chuyện với Khải đó, thì Khải cũng có xin lỗi. Khải nói ồ thứ nhất là cái đó lỗi của Khải, thứ hai là Khải xin lỗi đã làm mất thời gian của họ khiến họ phải điều tra. Thì họ cái người sĩ quan này nói không, đừng có nói như vậy, cái đó là không phải lỗi của anh, lỗi là lỗi của cái người xấu. Thay vì như họ thấy cái của anh để quên như vậy, họ phải đem báo hoặc là đem đưa lại, tức là báo cho cái quán chủ tiệm, quản lý tiệm đó, để người ta cất đi, đúng không? Người ta giữ giùm mình. Còn không thì để yên đó cho người ta. Còn cái này có ý đồ không phải của mình mà lấy như vậy là lấy cắp rồi, tức là gây án rồi, phạm tội rồi. Ý vị sĩ quan này không có nói dài dòng như Khải, nhưng mà ý nói là anh đừng có, không cần phải xin lỗi, không phải lỗi của anh, lỗi là lỗi của người xấu. Thành ra là cái đó là Khải muốn, Khải rất trân trọng cái lời an ủi đó. Thì kính thưa quý vị, cái đó là điều Khải muốn nói, tức là Khải không phủ nhận mình cũng là cái người mà tạo điều kiện để cho cái tình huống nó xảy ra như vậy. Có nghĩa là vì mình hớ hên, đồ đạc mình không có giữ gìn kỹ lưỡng, mình khiến cho gợi dậy cái lòng tham của người ta. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, kính thưa quý vị, Khải sẵn đây thì Khải muốn chia sẻ cái điểm này. Chia sẻ cái điểm là thứ nhất là nhiều người nói chuyện đó, Khải có nói trả lời anh Vũ Hoàng Lân trên Phúc Sa TV đó, Khải nói là không phải ai cũng có thể nghe Khải nói chuyện được, không phải ai nghe Khải nói cũng có thể nắm bắt được cái ý của Khải. Ý nha, chứ không phải lời, không phải chữ nha, không phải giọng nói điệu bộ, mà là ý, khái niệm, ý tưởng đó. Thì Khải nói là Khải hiểu cái chuyện đó, tại vì Khải không dám nói. Hồi xưa người ta nói là có nhiều cái nhóm người, người thì thích bàn nói về người khác, người thì thích nói về sự kiện, người thì thích tìm hiểu thông tin, người thì thích nói về ý tưởng, nói về khái niệm, nói về, tức là tiếng Anh nó gọi là concept hoặc là nguyên lý, định luật hoặc là triết lý, mà Việt Nam mình đôi khi không thích, gọi là lý sự cùng, tức là nhiều khi không thích nghe những lý sự cùng, không thích nghe những cái chuyện mà lan man. Họ chỉ thích nói nghe những cái gì thực tế, bà ba bên cạnh mình, thằng cu lớp dưới, cô tám lớp trên, hoặc là con gà hàng xóm, con chó làng bên, ví dụ như vậy. Những cái gì họ có thể nắm bắt được, những cái gì mà họ nhìn thấy, họ nghe ảnh hưởng đến họ, thì cái đó là tùy cái nhu cầu, cái sở thích của mỗi người. Nhưng mà Khải muốn giải thích như vậy, kính thưa quý vị, tức là Khải thì cũng không phải là nói chuyện lý sự cùng, tức là những cái kiểu mà chày cối, nói chuyện tào lao, nói chuyện mà vô bổ vô ích. Nhưng mà ngược lại, Khải thì Khải thích nói về cái ý tưởng, nói về khái niệm, nói về nguyên lý. Ví dụ như vậy, không dám nói đến hôm qua nghe Nguyễn Hồng Phúc với anh Vũ Hoàng Lân cũng có dùng đến cái doctrine đó, tức là về cái chủ thuyết. Ví dụ như vậy, thì Khải cũng không nói cái chuyện mà cùng. Nhưng mà ngược lại, mình cũng không có trình độ để nói những cái gì cao siêu như là thuyết lượng tử, là thuyết tương đối, hoặc là nói về chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, hoặc là nói về những cái triết lý nhà Phật, hoặc là thuyết mạnh tử, hay là gì đó, là thì Khải cũng không có trình độ.
Nhưng mà có điều Khải chỉ muốn nói là Khải nói đây là nói về lý lẽ, Khải nói về lý. Thì bởi vậy hồi xưa người ta nói là được ý nên quên lời. Thành ra Khải chỉ hôm bữa khi mà Khải nói với anh Lân, nó không phải ai nghe Khải nói chuyện là cũng có thể hiểu được, cũng có thể gọi là đồng cảm, chấp nhận hoặc là ủng hộ hoặc là enjoy á, tức là có thể mà thưởng thức hoặc là theo dõi mà cảm thấy lý thú, cảm thấy có thể mà trở thành fan cứng của Khải thì cũng không có bao nhiêu người, chắc chừng vài trăm người thôi. Nhưng mà ngược lại, Khải chỉ muốn phân bua là như vậy. Nếu mà quý vị cảm thấy Khải nói chuyện lan man, không đầu không đuôi, nói mông lung lý sự cùng này kia, thì Khải chỉ muốn giải thích là quý vị thứ nhất đừng có quan tâm đến thái độ cùng cách âm độ của Khải, hay là khoa tay múa chân hoặc là hùng hổ hổ là gào rống, hay là hoặc là kể cả cứ lặp lại những câu phải không ạ, phải không ạ, phải không ạ. Nếu mà quý vị có thể là bỏ qua những cái tình tiết đó mà tập trung vô, để có thể nếu mà xem xong nó không biết là cái ý cái thằng khùng này, cái anh này là ảnh muốn gửi gắm cái thông điệp gì, ảnh muốn đang cố gắng trình bày cái điều gì, thì nếu mà nắm được, hiểu được cái ý Khải muốn nói thôi. Khải nói là biết được ý Khải muốn nói, muốn Khải muốn trình bày cái ý gì, cái những cái là ý kiến đó, chứ không phải là chủ thuyết hay là một cái gì ghê gớm thông điệp gì hết. Chỉ là có thể là cái cách trình bày của Khải nó không có mạch lạc, nó không có lôi cuốn, nó không có rành rọt, ví dụ như vậy. Thì mình bỏ qua cái đó để hiểu coi cái ý chính của Khải, cái điều mà Khải cố gắng trình bày là cái gì, thì quý vị có lẽ là sẽ cảm thấy là cái thời gian mà bỏ ra nghe Khải nói chuyện nó sẽ không có phải là một cái sự vô ích, lãng phí thời gian của quý vị. Ít nhất quý vị đồng tình hay là chống đối, thì nó cũng là một cái điều để mà nó tạo ra một cái điều để mà quý vị phải suy nghĩ, phải trăn trở, phải chiêm nghiệm. Thì cái đó là cái điều mà Khải cố gắng, cái mục đích của Khải thôi, còn không phải là Khải nói là những cái gì mà Khải trình bày là chân lý, là để mà mọi người phải đồng tình, phải nghe theo. Khải không có cái chủ trương đó. Khải chỉ là muốn đề xuất, soi rọi, đưa ra một cái góc nhìn mới, đưa ra những cái ý tưởng mới, nêu ra một cái đề tài, một cái vấn đề gì đó để mọi người có thể quan tâm, có thể theo dõi, có thể suy nghĩ, và cuối cùng thì để mà có thể gọi là cùng trao đổi để tìm ra được, nhìn thấy được cái vấn đề ở nhiều góc độ hơn, toàn diện hơn, gọi là tường tận hơn, để mà cuối cùng sẽ mỗi người sẽ có một cái kết luận riêng của mình. Và nếu mà ở một cái bình diện chung đó, thì sẽ thấy được những cái giải pháp, những cái gọi là nó chưa hẳn là chân lý, nhưng mà ít nhất là những cái câu trả lời, những cái chọn lựa mà cảm thấy nó hợp lý nhất, nó những cái giải pháp nó đúng đắn, nó thích hợp nhất, để mà mọi người có thể là có những cái quyết định mà chín chắn, đúng đắn hơn, thay vì như là mình chỉ biết là nghe một chiều, là một cách gọi là phiến diện, dựa vào phe nhóm của mình mà cho đó là sự thật, cho đó là cái rốn trung tâm của vũ trụ, là chân lý, là sự thật, mà không có muốn biết ngoài kia, thế giới vũ trụ gọi là vũ trụ quan, nó có những cái gì khác biệt với mình. Thì cái đó là cái điều Khải mong muốn. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà Khải muốn nói là cái gì, cái vấn đề mà Khải nói nhiều người đúng không ạ, thì họ cho rằng là Khải là thứ mà gọi là xàm xí, tức là cái thứ mà coi như là đoản đoản vị,
suốt ngày đồ cái kia nó không dính vô người cũng mất lâu rồi. Thì cái chuyện mà cứ phải mất vậy là chắc cũng 5-7 cái phone rồi, có phone mới mua, phone mới nhất mới mua lúc đó cũng ngàn mấy, ngày hôm trước ngày hôm sau là mất rồi. Laptop cũng vậy, có cái laptop mà trên phố ở trên nửa vòng trái đất có làm phóng sự đó, phải mới mang ra chạy rô đê mới xài chưa được 2-3 ngày là cũng mất. Thì nhiều người cho rằng là cái đó lỗi của mày, còn kêu ca cái gì bởi của mày, laptop tự nhiên đem ra ngoài tiệm là để đó đi vô toilet rửa tay thì cái chuyện là mày chào gọi người ta. Thì kính thưa quý vị, là ý Khải muốn nói như vậy, nếu mà nói về thực tế thì Khải không có phủ nhận, Khải hiểu những cái người mà chê trách Khải đó, nói là đó là lỗi của Khải, tại vì đồ mà có đồ mà không biết giữ, rồi bây giờ kêu ca than trách cái gì. Thì bây giờ giống như nãy giờ Khải lan man, Khải dài dòng á, Khải chỉ muốn đưa ra một cái nhìn mới để quý vị thấy được cái mà điều Khải muốn làm, Khải muốn nói, tức là cái vision, cái nhìn của Khải, cũng như là cái lý tưởng, cái nguyên tắc, cái mà Khải muốn kêu gọi, Khải mong muốn. Chào bạn Thọ Huy. Dạ vâng. Thì như vậy kính thưa quý vị, cái đó không sai. Nếu mà quý vị nói là ô, bây giờ đồ mày để tự nhiên mày ra ngoài tiệm mà tự nhiên mày hớ hên mày để đồ đó thì giống như mày mời gọi người ta mất thì ráng chịu thôi. Thì Khải nhớ là vài năm trước, 5-7 năm trước thì Khải cũng thấy là thượng nghị sĩ Trần Anh Nguyễn cũng xuống họp báo, cũng làm những cái bản gọi là vậy nè, rồi trong đó đề tiếng Anh là lock it or lose it, có nghĩa là khóa xe lại bạn chứ không sẽ đồ mất. Mà nói một cách nôm na giống như những người mà phê phán Khải đó, nói xe mày thì mày phải khóa cửa lại, còn không mất đồ ráng chịu. Thì Khải nhớ rõ ràng Khải cũng bị cái trường hợp đó, Khải để cũng có cái túi xách lúc đó để vừa passport rồi tiền rồi thẻ đủ thứ trong đó, rồi tiền mặt, thẻ, có cây súng trong đó nữa. Rồi cũng bỏ trong xe, rồi cũng cũng mà cái xe này là cái loại xe này là người ta cậy cửa được, thành ra nó cậy cửa vô xe nó lấy mất, chứ không phải Khải không khóa. Mình cũng có gọi là khóa, nhưng mà cái xe này có khóa thì nó, tại vì khóa nó hư, xe nó convertible mà cái loại ấy đó, thành ra nó cậy ra nó lấy được. Thì cái nếu vì Khải nhớ là như vậy, có nghĩa là nếu mà cảnh sát hồi đó Khải có phê phán, Khải nói quý vị là cảnh sát, quý vị là kêu người ta phải sẽ phải lo lắp cửa chứ còn không mất đồ ráng chịu, nếu vậy quý vị làm cảnh sát để làm gì, có sợ cảnh sát để làm gì. Giống như bây giờ nhà ở mà nói là phải làm gọi là gì đó, phải phải làm cửa sắt khóa lại hết, còn không trộn nó vô nó đập bể cửa kính ráng chịu à. Thì cái thưa quý vị, cái đó là ở mức độ mà chung dung thực tế đã xảy ra, có nghĩa là ở cấp độ quận lúc đó là hình như thượng nghị sĩ Trần Anh Nguyễn lúc đó là giám sát viên, giám sát viên của quận là họp báo mời cảnh sát quận họp báo kêu gọi mọi người phải chú ý, phải cảnh giác, đề cao cảnh giác, phải khóa cửa xe còn không sẽ bị mất đồ. Thì Khải cảm thấy rất là vô lý, Khải không chấp nhận, Khải cảm thấy, Khải nói như vậy để mọi người hiểu cái đó là cái gọi là gì, cái quan điểm của Khải. Thì Khải đồng ý, tức là cái quan điểm của Khải là có nhiều người đồng tình, có nhiều người không đồng tình. Gạt đi mẹ mày, thì rõ ràng cảnh sát người ta bây giờ rõ ràng người ta kêu gọi như vậy là mày phải cẩn thận, mẹ có xe thì phải khóa lại, có khóa thì phải khóa lại chứ để mà hớ hên nó trộm nó vô nó lấy cắp thì sao. Phải có một cô cháu cũng vậy, là cũng để cái laptop trong xe không biết có khóa hay không, để laptop trong xe có khóa khóa xe, nhưng mà tại vì hớ hên để laptop trong xe mà đứng ngoài thấy cái laptop trong xe trộm nó cũng đập bể kính nó lấy. Thì Khải hỏi nếu mà như vậy thì không lẽ đi gặp cảnh sát thì nói bây giờ đó tôi có lock đó mà bây giờ nó đập bể kính sao. Thì có người là nó tại sao mày hứa hết mày có laptop thì mày để chỗ kín mày giấu đi mày mang theo người,
chứ tại sao mày lại để laptop trong xe mà để cho nó thấy trong xe mày có cái laptop hớ hên trên đó, nó đập bể cửa kính là lỗi của mày. Ok, Khải cũng đã từng bị như vậy cách đây hai mươi mấy ba chục năm. Khải có cái xe hồi đó tật Khải cũng hớ hên lắm. Hồi đó mấy cái kính mắt Ray-Ban cũng treo trên ngay cái chỗ mà kính hậu đó, hớ hên chào mời. Rồi bao nhiêu cái túi sách trong đó, bao nhiêu đồ cũng để trên xe, rồi cứ đậu ngoài bãi rồi lên nhà ngủ, mai ra nó đập xe nó lấy hết. Thời đó có cái cassette mà có cái mặt, mình lấy cái mặt điều khiển mình mang theo người, rồi đến chừng xuống xe mình lại mở ra, mình gắn cái nắp điều khiển vô mình mới sử dụng cái cassette được. Có cái đó tháo rời ra được, cũng để nguyên trong đó không thèm tháo, nó đập bể kiến nó lấy. Thì giống như nhiều người nói đúng không ạ, nói cái đó thì rõ ràng lỗi mày, cái đó mày tháo ra được, tại sao mày không tháo, mày mang về ra để hớ hên mày chào mời nó. Rồi chưa kể mắt kiến thì mẹ cầm mang người, tại sao là treo trên kiến trên xe, rồi bao nhiêu túi sách gì để đầy trong xe thì nó đập là đúng rồi. Ok, cho là đó là cái trường phái, người thì chủ trương là phải cẩn thận, người thì như Khải là lý tưởng hoặc là hứa hên hoặc là ngang ngược hoặc là bất cần đúng không ạ. Kể cả có lần Khải còn là đậu xe, hồi đó còn đi giao thư, đậu xe mà là tự nhiên đang chạy, tự nhiên cái ngừng lại tính chạy vô trong nói chuyện với cái anh manager cái gì đó, là trên xe các bạn biết máy đang nổ, kiến quay xuống, cái bóp của Khải tháo ra để luôn trên xe luôn. Đứng thay vì vô nói chuyện, tự nhiên vô đứng đó nói cả nửa tiếng hồ, giống như hôm qua nè, nói xong nửa tiếng hồ mới đi ra thì ủa xe mình đâu mất rồi. Thì rõ ràng cái đó thì Khải cho công nhận hoàn toàn lỗi của Khải, đúng không ạ? Không có trách cái người, cái khu đó là cái khu Senna mà mình đậu xe ngoài đường, máy nổ, cửa kính quay xuống, cái bóp để bên trong, coi như là giống như cái giờ tự nhiên mình đưa mở vô miệng mèo, mình dí vô mặt nó mà kêu nó không cắn thì cũng buồn đúng không ạ? Thì cái đó là cái Khải muốn nói, là để mà nói là lỗi của ai, đúng không ạ? Là do mình bất cẩn, do mình mời mọc hay là do mình này kia. Nhưng cái mà Khải muốn nói đó là Khải rất là tâm đắc, rất là mừng khi có người sĩ quan cảnh sát trưa nay họ nói với Khải cái câu đó. Họ nói không, đừng có nghĩ như vậy, cái đó không phải là lỗi của anh, cái đó là lỗi của những người xấu. Và kính thưa quý vị, cái đó là cái quan niệm, cái quan điểm, cái mong ước của Khải, là xã hội phải từ từ bớt đi những cái thành phần bại hoại như vậy, xấu xa như vậy. Ý anh cảnh sát này, anh nói là nếu mà nó thấy mày để quên cái laptop trên bàn thì either nó leave it alone, không phải của mình thì đừng lấy, còn không tốt hơn thì báo cho chủ tiệm biết để người ta cất giùm mày. Còn bây giờ nó biết người ta để quên mà nó giả vờ, nó dàn dựng để nó cuộm thì rõ ràng là ăn cắp. Và cái mà Khải muốn đây là hy vọng xã hội, ngoài trường hợp Khải phải có cách Khải bảo vệ giữ gìn tài sản của mình, hoặc là cảnh sát phải có cách tìm ra thủ phạm để mà lấy lại cái laptop cho Khải, thì cái đó là những cái chuyện khác, đúng không ạ? Những cái chuyện mà có nhiều người muốn, nhiều người không, nhiều người ủng hộ, nhiều người chống. Khải muốn đưa một cái ví dụ cho các bạn thấy, đây là nói về cái tư duy, cái quan điểm và cái xu hướng của xã hội, cái đời sống. Các bạn biết ở Ấn Độ hàng năm đều có rất nhiều phụ nữ bị hiếp dâm. Và khi phụ nữ ở Ấn Độ bị hiếp dâm á, thì những cái kẻ tội phạm nó không bị trừng trị. Mà đôi khi đó, xã hội nó còn lên án, nó nói tại mày ăn mặc hớ hên, mày chào gọi, mày khiêu dục nó, mày khiêu khích nó, mày mời gọi nó, thành ra mày mới là đứa có tội, mày làm cho nó phạm tội là tại vì mày là đàn bà, mày cứ đưa đồ, đưa hàng ra, mày mời gọi để mà nó hiếp dâm mày. Bằng chứng là các bạn thấy ở những xã hội Hồi giáo họ bắt phụ nữ phải chùm kín đầu hết, không cho tô son chắc phấn. Mà nếu mà các bạn thấy ở những xã hội mà Hồi giáo Ấn Độ mà phụ nữ mà đi ban đêm không có người bảo vệ là họ nói lỗi mày,
ở Hồi giáo luật Shara họ còn trừng phạt đánh đập, có lúc chặt đầu những phụ nữ mà maquillage hoặc là mặc bikini nghe nhạc rock hoặc là có bồ bịch đi ban đêm mà không phải chồng của mình đó. Họ đổ lỗi, họ nói lỗi mày, mày khiêu dâm, mày kích thích tình dục những người đàn ông đàng hoàng đứng đắn. Thì Khải chỉ muốn hỏi quý vị, quý vị muốn sống trong một xã hội giống như ở Hoa Kỳ bây giờ, ở những xứ sở văn minh, nhân bản, có pháp luật, an ninh, ổn định, bảo vệ nhân quyền và bảo vệ luôn cái tài sản và nhân phẩm của quý vị, con em của quý vị, nhất là phụ nữ, con cháu, phụ nữ của quý vị không? Hay là quý vị muốn nói theo cái kiểu rừng rú là lỗi tại mày, kệ mày, mày có cái lờ mày không biết giữ, mày cứ đưa véo ra mày khoe thì nó hiếp mày, mà mày ráng mày chịu, giống như ở những xã hội Hồi giáo ở Ấn Độ. Quý vị thấy sống ở Mỹ không? Khải hồi xưa Khải đi học, mấy cô học sinh đồng lớp với Khải mà nó vô nó mặc bikini nó đi học. Hoặc là bây giờ quý vị thấy ở ngoài đường ở Nam Cali, chỗ Khải ở mấy chục năm nay, phụ nữ người ta đi ban đêm cả ngàn năm, nó xin lỗi nó dở. Có bao nhiêu lần mà quý vị nghe tin tức nói có cô kia bị hiếp dâm, chị này bị hiếp dâm không? Đương nhiên cái chuyện mà tội phạm, tội ác là hiếp dâm, cướp của, giết người là chỗ nào cũng có, xã hội nào, thời đại nào cũng có, cũng xảy ra. Nhưng mà hãy bảo đảm với quý vị thử hỏi những người sống ở quận Cam, sống ở Little Sài Gòn, sống ở Cali, sống ở Hoa Kỳ. Bao nếu mà nói về cái xác suất á, cái cường độ, cái sự việc nó xảy ra mà là bao lâu mới có nghe tin tức mà nó hàng ngày là có xe đụng xe chết, hàng ngày đều có cháy nhà chết, hàng ngày đều có bắn nhau, cho nó đúng. Có bao giờ quý vị nghe nói cô này bị hiếp, cô kia bị hiếp không? Nó tại vì đi ngoài đường một mình không? Hay là nó tại vì nó mặc đồ khiêu gợi quá không? Cái đó là cái mà ý phải nói là cái nếu mà có thể nói là lý tưởng quá thì đúng. Không được cái lý tưởng mà tuyệt đối thì ít nhất mình cũng phải có một cái sự tương đối. Phải muốn so sánh cái xã hội nói về nhân phẩm phụ nữ, nói về sự an toàn của phụ nữ. Quý vị muốn giống như ở Hoa Kỳ để mà phụ nữ có quyền lái xe một mình, có quyền ăn mặc hớ hên, hở hang, khiêu gợi, đi là thả rong, đi nghê ngang ở những chỗ phố xá ban đêm. Hay là quý vị nói là mày coi như có lờ phải biết giữ, không được đi ra ngoài phải có đàn ông đi kèm, không được hở hên, phải che kín từ đầu đến đuôi. Cái đó là cái nguyên lý mà Khải muốn nói. Thì cái này cũng vậy, Khải không phủ nhận. Đúng, nếu mà nói mình sống trong rừng hồi xưa, đúng không ạ? Phụ nữ mà không có đàn ông người nhà để mà đi bảo vệ đó, đi lang thang trong rừng thì rõ ràng gặp mấy thằng boy là nó hiếp thôi. Hoặc là nói là tự nhiên mà cái xã hội mông muội rừng rú, mấy cái thằng cu nó không có kiểm soát được, nó không có đạo đức, nó không có lý trí, nó không có tự trọng, bây giờ tự nhiên nó thấy là coi như lõa lồ mà coi như là hấp dẫn quá thì nó đè ra nó hưởng thôi. Nhưng mình sống trong xã hội văn minh thì bây giờ ở những nơi Khải sống đây nè, giống như Khải nói, bây giờ phụ nữ người ta có mặc bikini hở hang khiêu gợi đến cỡ nào mình chịu không được thì đi tắm nước lạnh, chui ra xe về nhà làm cái gì đó, chứ đâu quý vị đâu thể nào nói là tại vì nó khiêu khích tôi, nó để hở ra thì tôi phải đè nó ra, tôi dí thằng nhỏ vào. Thì cũng như vậy, ý Khải nói đúng, có thể là lỗi của Khải, Khải để cái laptop trên bàn. Nhưng ý Khải nói nếu cái đó Khải nghe nói chuyện tàu hồi xưa họ từng khoe mà, ở cái thời đường thuấn, nghiêu thuấn gì đó, của nhà để cửa không cần khóa, đồ đạc để đó 10 năm không ai rờ đến mà. Ý Khải muốn nói đây là nếu một xã hội mà con người có đạo đức, xã hội an ninh,
pháp luật phân minh, cảnh sát đầy đủ, thì mình không thể nào lo lắng cái chuyện để mấy cái chậu bông ở trước cửa mà tự nhiên ban đêm có thằng nào nó đến nó lấy đi, rồi mai ra nói mất hàng xóm, nói ủa tại sao mày không xích lại, mày không rào lại, hay là tại sao mày bẹp cả mày trồng cây mất tiền chi cho nó lấy. Cái đó là cái Khải muốn nói. Khải không bao biện cho cái sự hớ hên của Khải, cái đó là cái lỗi của Khải, Khải đồng ý. Nhưng Khải hy vọng là cái xã hội nó tốt đẹp hơn, nó an ninh hơn. Khi mà mình, nếu mà có những người như Khải lỡ mà có để quên những cái đồ vật đồng hồ, Khải không có đồng hồ Rolex, nhưng mà lỡ mà có để quên đồng hồ Rolex, thì ít nhất cái xã hội văn minh nhân bản, con người ta biết thượng tôn pháp luật, có tự trọng, có đạo đức, có liêm sĩ, thì người ta sẽ gọi là báo đưa đó cho những cái nơi gọi là tìm lại cụ rơi đó, lost and found, để mà không có cái tình trạng mà cứ cầm nhầm, hở ra là mất, hở ra là mất, giống như ở Việt Nam, để rồi bây giờ ra nói là ồ mày có của mày phải biết giữ, thì không khác gì quý vị muốn trở lại cái sống ở những cái xã hội như là Ấn Độ, như là những cái xã Hồi giáo, hoặc là rừng rú mà nói là phụ nữ phải lo bảo vệ, phải có người đi kèm, không được ăn mặc gọi là hở hang, hấp dẫn, khiêu gợi. Họ đẹp, họ có quyền khoe. Không có thể nói là tại vì nó khiêu gợi tao, tao có quyền hiếp nó. Giống như cái anh cảnh sát, cái vị sĩ quan cảnh sát nói đúng. Cái đó là không phải lỗi của mày. Đồ của mày, mày để đó là chuyện của mày, hớ hên là chuyện của mày, còn nó không có quyền lấy đồ của mày. Giống như Khải nói, không phải anh có quyền là nói ra là coi như là tại vì mày coi như là không biết che đậy, che lờ, che véo mà mày để hở ra khiêu khích tao thì tao phải giết mày. Không có thể nói ngang nó được như vậy được. Như vậy là phạm pháp, như vậy là xâm phạm người khác. Lấy đồ của người khác, tôn giáo nào cũng lên án những cái đó, cũng dạy con người ta không được làm cái đó. Chỉ những cái xã hội loạn lạc, thiếu văn minh, thiếu đạo đức mới có những cái thành phần bại hoại như vậy trong xã hội. Và đương nhiên giống như Khải nói, tuyệt đối và tương đối, Khải không đòi hỏi tuyệt đối là xã hội không có những người xấu đó. Khải chỉ mong muốn là xã hội chỗ mình ở càng ngày càng bớt ít đi những cái thành phần như vậy. Mà mình sống, mình không phải lo lắng suốt ngày cứ phải lo giữ của, lo bảo vệ tài sản, kể cả cảnh sát còn nói là xe mày phải khóa lại, còn không mức độ ráng chịu, thì cái chuyện đó là Khải thấy rất là vô lý. Và Khải muốn góp phần làm sao để xây dựng một cái xã hội, môi trường tốt đẹp hơn, an toàn hơn, vậy thôi. Dạ vâng, Khải cũng còn rất nhiều chuyện khác muốn chia sẻ, nhưng mà thôi, để nó không có biến thành nói dài, nói dài trở thành nói dài. Thành ra hôm nay coi như có tạm gọi là có một cái chủ đề tập trung nói về một chuyện. Thì Khải xin quit when you are ahead, là nghỉ hưu khi mình còn ở trên đỉnh. Tức là vừa nói xong cái chủ đề này rồi, coi như là cũng đã nói xong rồi. Thì Khải xin chấm dứt chương trình ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt. Riêng chỉ có một cái Khải tiếp tục kêu gọi là cái phần Khải gây quỹ. Thì Khải hy vọng quý vị sẽ hỗ trợ chúng tôi để có một cái quỹ. Để Khải sẽ giống như hồi nãy Khải nói đó. Tức là muốn dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, làm truyền thông. Sẽ ký... làm những cái chương trình radio cần phải có ngân sách để mà góp phần về cái phương tiện truyền thông để mà trình bày cập nhật thông tin cho đồng hương, rồi cũng như để mà truyền tải những cái thông điệp, những cái lời, những cái nhận định, những cái chia sẻ, những cái lời kêu gọi để mà góp phần xây dựng cộng đồng, để mà cho đồng hương có được cập nhật thông tin, có đầy đủ thông tin hơn, để có sẽ có những cái quyết định đúng đắn, sáng suốt
và hợp lý hơn, và để muốn như vậy mà không có bị lệ thuộc vào, không có bị mua chuộc, không có bị gọi là khuynh loát bởi những cái thế lực, những cái tổ chức chính trị mafia, những cái cá nhân tài phiệt để mà họ có thể mà điều khiển mua chuộc chúng tôi, thì Khải cần phải có cái sự mà độc lập về tài chính. Mà Khải thì chủ trương là Khải không nhớ có phải là bá di trúc tề gì hay không, nhưng mà nói chung là Khải không có muốn mà, không phải là mình lười không có chịu đi làm việc, nhưng mà tại vì Khải muốn tập trung hết thời gian công sức để làm cái việc mình làm, chứ còn không có muốn bận tâm cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng mà riêng cái phần mà nói là để mà làm radio thì cái vấn đề không phải là Khải cần tiền để mà đua đòi ăn chơi, nhưng mà cái đó là đôi khi cần những cái tiền, trả tiền đài, trả tiền giờ, máy móc, dụng cụ, ví dụ như vậy. Thì Khải kêu gọi nếu mà quý vị cảm thấy những suốt thời gian mấy năm qua Khải đã chứng minh được cái lòng thành của Khải, cái sự tận tâm của Khải, cái sự kiên trì của Khải, và nếu mà quý vị thấy những cái việc làm của Khải, Khải Khoan nói đúng sai, đúng hơn ai, giỏi hơn ai, hay hơn ai, chân lý ánh sáng gì hết, Khải chỉ cảm thấy, Khải chỉ mong mỏi hy vọng, nếu mà quý vị cảm thấy là cộng đồng cũng ít nhất là cái vai trò của Khải nó cũng có cái sự cần thiết, Khải nói cần thiết nha, chứ không dám nói là nó hay hơn, tốt hơn hay là cần thiết hơn. Tức là trăm hoa đua nở đó, tức là trong môi trường cần phải có những cái đài này, cần có những cái đài kia, cần có những cái người này, thì giả dụ Khải cũng có cái vai trò của Khải. Và nếu quý vị cảm thấy cái việc làm của Khải nó cũng có góp phần nào để giúp cho quý vị có thêm cái nguồn thông tin, thì Khải rất mong được sự ủng hộ, đóng góp của quý vị, và Khải sẽ thông báo, hy vọng chúng tôi sẽ lập ra được một cái quỹ hoặc là một cái tài khoản GoFundMe để mà Khải có thể huy động, kêu gọi để mà có đủ một cái số tài khoản, một cái ngân quỹ. Tại vì Khải muốn là nếu mà kỳ này chúng tôi làm thì phải ký với đài để có một cái hợp đồng, và ít nhất là duy trì được đài cho nó suốt cái thời gian trong cái mùa tranh cử tới. Chứ Khải không muốn là khi mà mình bắt đầu làm rồi là cứ tuần nào cũng phải lo chạy vậy kiếm tiền để trả tiền đài, và đến gần cuối thì phải lệ thuộc vào những cái thế lực, những tài phiệt, những ứng cử viên tổ chức có tiền. Một là họ có thể là mua chuộc mình, họ để có thể mà lung lạc mình, để kiểm soát mình. Mà nếu mà nhiều khi vì mình không có đủ tài chính, họ có thể chi nhiều tiền hơn để bịt miệng mình bằng cách là bỏ nhiều tiền hơn để mua lại giờ của mình, qua mặt mình đi đêm với tổng đài để mua lại giờ của mình, nếu mà mình không có hợp đồng dài hạn, ví dụ như vậy. Giả dụ như gần đến ngày mà bầu cử mà họ cảm thấy là cái tiếng nói của mình gây bất lợi cho họ, thì họ sẽ tìm cách họ gọi là kiểm soát, họ mua chuộc hoặc là họ bịt miệng mình. Thì cái đó là nếu mà quý vị cảm thấy, Khải chỉ có thể hứa là những cái tiếng nói của những người làm việc với Khải là hoàn toàn độc lập. Những người sau này cộng tác với Khải có thể là ngược lại quan điểm, chủ trương, đường lối ngược lại với Khải, Khải cũng sẵn sàng làm việc với họ, miễn sao là mọi người đều tôn trọng lý lẽ và sự thật. Gọi là vấn đề mà Khải không dám nói là công minh chính trực gì hết, nhưng mà ít nhất mình có sao nói vậy, mình nói thật, nói thẳng, và mình độc lập, mình không có bị mua chuộc, mình không có gọi là ăn theo chữ mướn, ví dụ như vậy. Còn cái chuyện mà chính kiến thì mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà Khải chủ trương là mình độc lập, và mình phải có lương tâm, mình phải có lý trí, và mình làm hết khả năng của mình để mình truy tìm sự thật, và mình trình bày cho đồng hương biết được những cái thông tin đó, cập nhật những cái thông tin đó, và mình chia sẻ cái nhận định của mình một cách vô tư, một cách khách quan, vì cái nhu cầu để mà giúp cho đồng hương có thêm được những cái thông tin, có thêm được những cái góc nhìn để mà đi đến những cái quyết định
chọn lựa nó đúng đắn hơn, nó hợp lý hơn để mà có thể giúp cho cộng đồng có thể phát triển vững mạnh hơn. Mà riêng Khải là Khải chủ trương dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn, tức là những thành phần nào mà láo xạo gọi là gây rối loạn thì Khải sẽ coi đó là những đối tượng Khải cần phải là phanh phui, vạch mặt, cũng như là cần phải tiễn họ ra khỏi cái sinh hoạt của cộng đồng, tức là dọn rác. Nói như một số người gần đây đó, phải dọn rác là đối đầu với những thành phần đó láo xạo, bịt bợm, gian trá. Còn cái chuyện mà Khải không có quan tâm phe nhóm nào, kể cả đang là bạn với Khải, đang giúp đỡ Khải, nếu mà Khải cảm thấy Khải có tự tin để có thể đi đến kết luận những người này cũng chỉ là những thành phần hám danh, hám lợi, bịt bợm cộng đồng để mà phục vụ quyền lợi phe nhóm cá nhân, có nghĩa là láo xạo, bịt bợm, gây náo loạn, rối loạn trong cộng đồng, thì Khải cũng phải như là Ngô Kiện nói, phát bất vị thân, là cắt đứt quan hệ, và cũng phải là phanh phui cái sự thật để cho mọi người biết trắng đen, thị phi, sự thật. Chứ Khải không có theo phe, không có hành sự theo phe nhóm vì quyền lợi hay là vì tình cảm. Cái đó là Khải chỉ có thể hứa như vậy, và rất mong được sự hỗ trợ, ủng hộ của quý vị. Nếu mà quý vị cảm thấy là cái việc làm của Khải nó đúng đắn và nó cũng là có cần thiết cho cộng đồng, thì rất mong là sẽ được quý vị ủng hộ và hỗ trợ. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những